Trung xin chào quý ba anh chị nhé và mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của Trung. Hiện tại thì Trung đang ở trên bản Lũng Buông. Trước mặt Trung đây là nhà của anh Tành. Nhà anh Tành này thì Trung đi qua đấy rất là nhiều, nhưng mỗi lần Trung đi qua thì không thấy ai ở nhà, cho nên là Trung cũng chưa vào nhà anh Tành lần nào. Hôm nay thì Trung mới vào trong nhà anh Tành lần đầu tiên, chẳng biết được có ai ở nhà không. Trước mặt Trung đây là cỏ này. Đấy, chắc hai vợ chồng anh Tành vừa mới đi tìm về cho bò. Đấy, tìm cỏ rất là nhiều luôn. Mấy bông cỏ là ở phía bên trong kia. Đấy, ở phía bên dưới này chúng nhìn thấy là một dãy chuồng bò của nhà anh Tành này. Đấy, hôm vừa rồi thì chúng tiếp tục chở vật liệu lên cho anh Tành. Anh Tành thì tiếp tục làm chuồng trại ở phía bên trên, chỗ gần nhà chú Sùng Pháo ấy. Chút nữa thì chúng lên trên đó xem là anh Tành đã làm xong chuồng trại chưa. Hiện tại do ảnh hưởng cơn bão số 3 này, trời đang mưa. Anh Tành ơi. Đấy, anh Tành đang ở nhà này. Em chào anh nhá. Đấy. Chào chú. Vâng. Đéo nước chú. Anh vừa mới đi lấy cỏ về hả anh? Anh vừa đi làm lán cho bò ở trên kia về thôi. À, thế là lán trại ở trên đấy là làm xong chưa anh Tành? Chưa. Thế sáng nay làm cái nền một mình khác làm này, làm xong chắc khoảng 1:30 này, vừa về đến nhà ăn cơm xong. Đúng rồi. Thế là sáng nay là láng nền là một mình anh khác làm thôi. Thế mấy anh em đi đâu mà sao lại anh không nhờ cho họ về giúp cho nó nhanh anh? Cái này mình làm bộ phận phụ này, mình khác tự làm thôi. À. Còn làm cái bộ phận chính thì mình mới nhờ được. Ở xung quanh đấy là có anh Lò Báo này, rồi là anh Pay Hầu này, mấy anh em giúp đỡ nhau làm cho nhanh. Cái này thì anh Tảnh là chắc là làm nền với lại là làm cái máng rồi là mọi thứ ấy, đúng không? Làm cho bò để có cái chỗ để ăn, rồi là chỗ băm cỏ nhờ anh nhờ. Vâng. Mái là theo em nhìn thấy từ xa là lập xong rồi đúng không anh Tành? Mái lập xong rồi anh, đổ làm nền thì cũng làm như thế thôi. À. Còn phía bên trên này để cỏ đấy không cần phải làm được. À đấy à. Vâng. Đấy, em nhìn thấy là một dãy chuồng trại ở phía bên dưới này rồi, thì anh Tành lại tiếp tục làm phía bên trên kia nữa. Ở dưới này chật quá hay là như nào lại anh ấy chuyển lên trên kia? Ở dưới này là chỉ có nuôi tạm là nuôi ở trong chuồng lớn. À. Bí quá. À. Thế là bây giờ là anh Tảnh là có nuôi nhiều lợn không? Lợn có 2 con, vừa bán 1 con rồi, còn là 1 con bé thôi. 2 con thì vừa bán đi 1 con, chỉ có 1 con nữa thôi. Thế còn bò là hiện tại là anh Tảnh là có tổng là mấy con? Có 4 cặp thì có 4 con to và 4 con nghè. À, 4 cặp là 8 con nhỉ? Vâng. Rồi, 8 con này mà anh Tảnh với lại chị là đi lấy cỏ này rất là vất vả đấy, không đơn giản đâu. Nhà anh Tảnh là có trồng được nhiều cỏ không anh? Có trồng được một ít nhưng mà không đủ được. Bởi vì là 8 con bò này ăn rất là nhiều luôn. Đấy, em nhìn thấy là hai vợ chồng anh Lò Báo ấy. Chú chứng nhá. Ừ. Đấy. Suốt ngày đi lấy cỏ qua nhà em mà. Anh vất vả đi lắm. Xuống dưới kia lấy một phần thôi. Nếu mà hai vợ chồng anh chị mà đi lấy một ngày là liệu là có cho nó đủ ăn là tầm khoảng 2 ngày không anh? 4 cặp này thì cứ mỗi một ngày là một xe cải tiến thật đầy thì mới đủ 1 ngày. Ây xa. Thì cũng nhiều ấy nhờ. Vâng. Với lại cái cỏ đi tìm tự nhiên này thì mình đi xa lắm. Chúng nước. À, đi qua nhà em thì như từ đây đi qua nhà em cũng 10 mấy cây rồi nhờ. Còn đi lên trên đồi ấy, đi lên trên rừng núi tìm nữa có phải đơn giản đâu anh nữa đi. Vâng. Lấy cỏ trồng thì không đủ được. Năm nay phải trồng phải trồng thêm cỏ voi nữa thì mới đủ. Đúng rồi, em nhìn thấy là đất của nhà anh cũng nhiều chứ, ở đằng sau nhà của chú Sùng Pháo là toàn bộ là đất của nhà anh à? Vâng. Thế nữa là anh xem là cái chỗ nào mà mình thấy lúa nó không tốt ấy thì mình
trồng cỏ và cho bò cũng được anh ạ. Chứ ở trên đấy em nhìn thấy là mấy cái thửa đầu tiên như lúa cấy con thua, không được tốt mấy. Đất trồng cỏ của anh thì còn có nhiều. À, thế thoải mái. Còn trồng thoải mái rồi. Đấy. Không có thời gian trồng. Chiều nay, tức là hôm nay thì em mới vào trong nhà của anh Tảnh lần đầu tiên. Đấy. Bởi vì là em đi qua đây rất là nhiều, nhưng mà vào 2-3 năm vừa rồi thì anh chắc đi làm ở xa đúng không? Đấy, cho nên là anh cũng ít ở nhà. Đấy, với lại chị vợ của anh ở nhà thì cũng không biết nói tiếng phổ thông cho nên rất là khó. Đấy, lúc giao tiếp ấy toàn chi pâu thôi. Đấy. Vợ không biết nói tiếng phổ thông đâu. Đấy. Mà bây giờ là có biết chút nào không anh Tảnh? Nghe thì nghe được một phần, còn nói thì không nói được. Nói không nói được. Ừ. Nhà vợ của anh Tảnh ở trên quận Bạ Bát Đại Sơn đúng không? Vâng. Ở khu vực giáp biên luôn đấy nhờ anh giáp nhờ biên. Đấy. Này là mỗi một năm là lên trên nhà ngoại là mấy lần đấy anh Tảnh? Một hoặc hai lần thôi. Một hoặc hai lần thôi, cũng khá xa mà nhờ anh nhờ. Vâng. Có việc mới đi. Đúng rồi, có việc mới đi. Hôm kia vừa mới cho cái ngô trần xuống té hết, hôm nay lại không được ngày phơi. À, trời đang mưa mà, đang ảnh hưởng cơn bão ấy anh ạ. Đấy, bão số 3 ở dưới Hà Nội rồi là các tỉnh ở vùng gần biển ấy, Quảng Ninh này, Thanh Hóa giờ đang mưa rất là to, gió lớn. Năm nay mưa nhiều nhỉ anh nhỉ? Đấy, công nhận quá nhiều luôn. Thôi nhà anh Tảnh là cũng thu được rất là nhiều ngô nhỉ. Đấy. Ồ, quá nhiều luôn. Cái chỗ này là mình té ra hết rồi chứ anh Tảnh nhỉ? Chỗ kia là cái vỏ thôi. Ừ. À, cái lõi. Cái lõi này là mình để phơi khô xong là mình dùng để đun đúng không? Còn là hôm qua vừa phơi được 2 bao. Ủa? Còn mấy bao đấy chưa phơi nữa. Chính ra là ngô là phải phơi như này này. Đấy, phải cất giữ như này, phơi khô xong cất giữ trong cái bao tải này thì nó sẽ đỡ bị mọt hơn rất là nhiều so với lại mình để ở trên gác bếp. Để trên gác bếp thì chỉ được một thời gian đâu thôi, cái cuối về thì vẫn bị mọt. Chỗ này là thóc chứ nhở anh Tảnh nhở? Vâng, mấy bao thóc. Đấy. Còn là ở phía trước mặt này là phòng ngủ đúng không? Ở ở bên trong kia là nhà bếp à anh Tảnh? Đấy. Nhà của anh Tảnh ấy. Thế thằng Cò đi đâu rồi anh Tảnh? Cò đi theo chị đi chơi rồi. À, theo chị đi chơi à? Cái chỗ này là chút nữa là anh băm luôn à? Cái chỗ cỏ này này. Vâng. Em thấy là cái máy băm ở đây luôn này. Chiều băm luôn trong cỏ. Đấy, cái chỗ này là đủ một bữa thôi. Thế bây giờ là chị là vẫn đi lấy thêm à? Ừ. Ui rồi. Khiếp nhờ. Đường này là mới chỉ đủ một bữa thôi. Nhà anh Tảnh là ở cũng gần với cái mặt đường quốc lộ. Đấy, đường lên trên cao nguyên đá này. Hay à. Nhà anh Tảnh là vừa rồi trồng được khá nhiều rau cải nhà anh Tảnh nhờ. Đấy. Rau cải. Đất ở trên chỗ nhà anh Tảnh này là em thấy là trồng na cũng phù hợp ấy anh Tảnh ạ. Ừ. Đấy, giờ thì trùng xuống dưới chuồng trại của anh Tảnh xem đàn bò. Đấy. Ô, con bò này vừa mới đẻ à anh Tảnh? Vâng, con này đẻ hôm mùng 3. Đẻ vừa được 3 ngày nhỉ. Đấy. Đấy, 3 đến 4 ngày đấy. Còn bò bé ở phía bên kia này. Đấy. Cái chỗ này là nếu mà tối nay trời mưa to là phải cho nó vào chuồng chứ anh? Phải dắt vào cái. Chứ em nhìn thấy là trời mưa như này là buộc ở ngoài là không ổn. Đấy. Bò đẹp chưa? Mỗi cặp này là anh Tảnh làm một cái máng ấy nhỉ? Vâng.
Mỗi cặp này là hai mẹ con đúng không? Hai mẹ con. Đấy. Bên trong này là ba cặp. Ừ. Con này đẹp nhỉ? Con bò này đẹp. Nghe được này, quá đẹp luôn. Từng đấy cỏ là chỉ có cho đủ ăn bữa chiều nay đúng không anh Thành? Vâng. Ừ. Đấy, chứng tỏ là vợ của anh Thành rất là chịu khó. Hai vợ chồng vừa mới đi lấy cỏ về để ở góc nhà một đống rồi. Đấy, vợ anh Thành tiếp tục đi lấy thêm cỏ. Đấy. Đây đôi bò thứ hai này. Còn cái đôi bò thứ ba là ở đây. Cái chỗ này là cái hệ thống thoát phân các thứ là không được sạch cho lắm nhỉ anh Thành nhỉ? Bởi vì là cứ trời mưa xuống là nó hay bị úng như thế hả anh Thành? Cái này mình dọn cũng rất là khó đúng không? Chuồng nó chật, dọn rất là khó luôn. Cái này là chuồng lợn ngày trước là làm tử hỏa ấy, nhưng mà bò bây giờ phân nhiều quá thì không dám cho vào trong cái hố tử hỏa. À, giờ thì anh nói như vậy thì em cũng đã hiểu rồi. Cái chỗ này là chuồng lợn. Đấy, mình nhốt bò trước thôi. Đấy, bởi vì là cái số lượng phân ấy, thì chắc chắn là lợn nó sẽ ít. Đấy, bò này thì phân rồi là ỉa đái thì rất là nhiều rồi. Đấy, với lại cái số lượng bò này nhiều nữa. Đấy, nên là em hiểu lý do vì sao là anh Tảnh làm cái chuồng bò ở phía bên trên. Đấy, làm xong chuồng ở phía bên trên kia là anh Tảnh là chuyển hết bò lên trên đấy hả anh? Vâng. À. Làm xong rồi. Chuyển lên hết. Xong là để cái chỗ này là mình vẫn tiếp tục là nuôi lợn đúng không? Vâng. Còn cái chuồng lợn của anh là ở phía bên kia à? Bây giờ làm tạm ở cạnh chuồng gà kia. À, làm tạm ở cạnh chuồng gà. Đấy, trời mưa khá to ấy. Sáng mà anh em mình lên trên lán trại một chút nhỉ? Và em xem là cái lán trại của anh làm như nào. Đấy. Nhìn từ xa rất là rộng luôn. Anh Tảnh là một tấm gương điển hình ở trên bản Lũng Buông này, chăn nuôi rất là nhiều. Đấy, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo này. Đấy, như vậy thì rất là tốt rồi. Trời mưa này chắc là anh phải hầu ở nhà ngủ thôi nhỉ? Hôm nay chưa qua bên kia không biết được. À. Anh phải hầu thì trời mưa này là ít đi đâu lắm, chủ yếu là toàn ngủ xem phim. Chút nữa là qua nhà anh phải hầu là xem là anh ấy là đi hộ bà vun ngô hay là ở nhà ngủ, em đoán là chắc ở nhà ngủ. Anh phải hầu này là rất là ít đi làm việc ấy, chỉ có vào cái mùa cuối năm là đi lấy củi ấy bằng đi bán, với lại là cái thời gian cách đây được tầm khoảng 3 đến 4 tháng ấy, là hay đi bấy thôi. Ấy, bây giờ là mùa này là mùa mưa rồi ấy, cho nên anh ấy toàn ở nhà thôi ấy, thích thì làm không thích thì thôi thôi mà anh thấy hầu ấy. Ừ. Đấy, xong anh em mình lên trên kia một lúc nhỉ nhỉ. Vâng. Ừ. Đấy, nên là tham quan cái mô hình chuồng trại của anh Tảnh nhé. Đấy, gia đình anh Tảnh này. Đấy, rất là nhiều ngô. Nhiều ngô như vậy thì thuận lợi cho việc chăn nuôi lợn gà. Giờ thì chúng đang trên đường vào trong chỗ mà anh Tảnh vừa mới làm chuồng bò mới này. Ở trước mặt chúng đây là toàn bộ đất này của hai vợ chồng anh Cảnh này. Đấy, đất rất là rộng, thuận lợi để trồng cỏ chăn nuôi. Đấy, chuồng bò là ở trước mặt chúng đây rồi. Ở đây thuận lợi hơn nữa là có cái khe nước này. Đấy, nước rất là nhiều luôn. Mấy ngày hôm nay thì trời đang mưa này. Đấy, bà con dùng ống dẫn này. Đấy, dẫn nước về làm ruộng rồi là cho vào ao rất là tiện. Cái chỗ đất này theo chúng nhìn thấy là chủ yếu là trồng cỏ là hợp lý thôi, chứ
Thật sự ra nếu mà để cây lúa ấy, thì lúa cũng không tốt được cho lắm. Đấy. Bởi vì là ở cái khu này thì gần với lại cái núi đá này. Đấy, nên là cái lượng nước nó đổ về cũng rất là nhiều. Xong với lại là nước ở đây rất là lạnh. Đấy. Nên là cấy lúa ở đây thì không được tốt. Đấy. Anh Tảnh này làm chuồng bò mới này. Đấy, rất là rộng, rất là đẹp luôn. Cát tầm này liệu có đủ không anh Tảnh? Đủ rồi, bây giờ đang thừa một ít đây. Còn phía đây, phía trên này tức là một nửa nhà trên này là để dự trữ thức ăn cho bò thôi. À, tức là cái chỗ này là anh để dự trữ cái nguồn thức ăn cho bò thôi. Thế còn bò là buộc thành ô ở chỗ kia đúng không? Vâng. Còn cái chỗ này chắc là cái chỗ để mà băm cỏ đây đúng không? Vâng. Cái chỗ này làm để băm cỏ. Ừ. Bởi vì là em nhìn như vậy thì em cũng đã hình dung ra rồi. Đấy, cái chỗ này thì chắc chắn là anh Tảnh là ra vào hết. Đấy, xong là buộc một dàn luôn. Một dàn bò này luôn, 8 con này. Đấy. Thế là cái chỗ này là anh Tảnh là phải làm máng nữa đúng không? Anh Tảnh phải xây máng chứ? Không làm máng xây đâu. À, thế là lại chuyển là cái máng gỗ, máng gỗ ở dưới kia lên. Vâng. À. Chuyển cái máng gỗ lên để nhiều khi mình trộn bột ngô với cám dưới là nó mới ăn được sạch. Đúng rồi. Kể cả lúc mà mình vệ sinh các thứ nó dễ hơn đúng không? Chứ không xây máng bê tông. Ừ. Vì cái máng đấy là mình nếu mà còn hết thì mình hất ra cũng vẫn được. Ở chỗ này thì em thấy là quá tiện luôn. Đấy, ở xung quanh đây là đất của nhà anh này mà anh Tảnh ạ, anh trồng cỏ vào hết đi. Đấy, xong với lại ít nữa mà cỏ nó cái thời điểm mà mình chặt được ấy. Đấy, chặt luôn về xong là cho vào máy băm ở tại đây luôn. Đấy, băm cho bò thì rất là tiện. Cái số cỏ một tầm mắt nhìn này cũng có anh hết mà. À, nhưng mà ở chỗ này theo em nhìn thấy là vẫn còn ít. Đấy, chưa nhiều mấy. Còn phải trồng nhiều nữa. Đấy, còn phải trồng nhiều. Và cái chỗ đất này thì em thấy là cây lúa không nên nhỉ anh nhỉ? Nước lạnh quá đúng không? Cái khu trên này nước lạnh quá làm đấy. Lúa nó không được tốt. Đúng rồi. Không tốt. Đấy, bởi vì là em nhìn thấy là cái chỗ mấy cái thửa ruộng ở trước mặt này. Đấy, thấy bây giờ là đang có hiện tượng là bị chết xuống rồi. Đấy. Lúc mà đang cấy thì phát triển rất là tốt. Nhưng đến cái thời điểm mà tức là gần đến lúc mà trổ bông ấy, đấy, chuẩn bị được thu hoạch ấy thì lúa tự dưng là khác từ già vào này. Đấy, có một phần thì chết đi. Đấy, chỉ có mấy cái thửa ở phía đầu tiên này. Đấy, mấy cái thửa phía đầu tiên này là ruộng của nhà anh Tảnh. Còn cái khu ở phía bên dưới kia, gần nhà anh Lùng với lại gần nhà chú Báo này, gần nhà cháu Lộc đấy, là mấy cái thửa khu phía bên dưới đấy thì cực kỳ tốt luôn. Đấy. Cái nguyên nhân ở đây thì nãy chúng cũng nói rồi và anh Tảnh cũng nói rồi. Do cái nước ở đây thì gần núi đá, nước rất là lạnh, cho nên là trồng cái cấy cái lúa này thì thật sự ra là không được tốt. Đấy. Như thửa bên trên trước mặt chúng đây là hai thửa này là chết rồi, héo xuống rồi. Đấy. Ở phía bên kia thì đang lác đác ra mới chỗ là 1-2 bông nhưng mà cũng không được tốt cho lắm. Nên ở đây thì chúng vẫn khuyên anh Tảnh là trồng cỏ. Đấy, như cái khu cỏ trước mặt chúng đây này. Đấy, trồng cỏ vào là chăn nuôi là sẽ có hiệu quả về mặt kinh tế hơn. Đấy, chứ làm ruộng thì thật sự ra mất rất là nhiều công và cái chi phí cũng rất là nhiều. Đấy, mua phân bón này, rồi là mua giống lúa, mọi thứ này. Làm chuồng trại đây thì quá hợp lý rồi, có cái nguồn nước rồi, để tận lán này luôn. Đấy.
Cái chỗ này là ít nữa là anh làm thêm chuồng lợn không? Làm thêm chuồng gà không? Hay là chỉ có mối là làm chuồng bò không thôi anh Thành? Tới đây vẫn phải là làm chuồng gà với chuồng lợn nữa chứ. À, làm cả chuồng gà, chuồng lợn nữa à? Ừ. Đấy, em thấy là thì anh... kia gần đường quốc lộ mình mà chăn nuôi nhiều thì ô nhiễm môi trường quá. Ô nhiễm, xong với này sợ là bị dịch bệnh nữa, đúng không? Dạ. Ừ. Nếu mà mình chăn nuôi nhiều ở đây là kiểu gì là mình vẫn phải là lên ở đây ấy nhờ. Vẫn phải làm lán để trông chứ. Đúng rồi, như bò thì không nói, nhưng mà như gà rồi là lợn thì mình không trông là mất ngay, đúng không? Vâng. Ừ. Đấy, chỗ trước mặt này thì ít nữa là anh làm thêm chuồng gà rồi là chuồng lợn thì quá hợp lý, chỗ trước mặt này này. Vâng. Ừ. Cái thửa bên dưới đang trồng ngô này cũng là của anh à? Nhà mà. À, ui rồi, thế đất quá rộng nhỉ. Đấy. Rộng thành thang luôn. Cái đất của nhà anh Tảnh là từ nhà chú Xí này lên à? Không. Từ cái chỗ trồng cỏ trở xuống của nhà khác. À, thế là cái thửa ở phía bên dưới kia là của nhà khác à? Vâng. Ở chỗ trước mặt này, thế hất lên trên này là mới là của anh. Vâng. Ôi giời, thế toàn bộ ở trên này là của anh thì cũng quá rộng nhỉ. Đây. Ở cái khu phía bên kia phải hết à? Vâng, cái chỗ rộng bên kia trở lên đây là phải. Ừ, đất này là trước là bố mẹ để cho anh à? Hay là anh mua hay là anh đổi hay là như nào? Cái này trước Khắc Tử khai phá lấy thôi. Ờ, trước anh Tảnh Khắc Tử khai phá lấy. Cái chỗ này mà lúc mà anh chưa khai phá đấy là khi đấy ở chỗ này rộng lắm nhờ anh Tảnh nhờ. Vâng. Như kiểu ở khu bên kia đúng không? Đấy, như kiểu ở khu rừng bên kia ấy nhờ. Vâng. Bởi vì em nhìn thấy là đá rất là nhiều. Đá này làm ruộng cũng khó nhờ anh nhờ. Cái này đào tay còn không đào được ấy. Thuê máy cuốc cuốc ấy. À, chỗ này là thuê máy cuốc cuốc. Tấm lợp là may cũng vừa đủ nhờ anh Tành nhờ. Vâng, vừa đủ. Ừ. Cái... cái cọc này theo chúng nhìn thấy là toàn bằng cây nghiến với cây chai này. Đấy, rất là chắc chắn luôn. Cái chỗ này là kiểu gì anh vẫn phải láng qua một lớp nhỉ, cho nó sạch nhỉ anh Tảnh nhỉ. Chỗ nào mà mình đi lại nhiều ấy. Chỗ này chắc không phải láng rồi. Ờ, không phải láng à? Mình ít nữa là mua cái thùng to to, thùng nhựa ấy. Ờ. Mua cái thùng nhựa về để ủ thức ăn dự trữ cho bò thì cũng không cần phải là độ nền đâu. Ờ. Nếu mà anh chăn nuôi nhiều như này thì anh mua cái thùng phi ấy anh ạ. À. Mang về mình ủ. Đấy, ủ chua cho nó. Đấy, cho nó đến cái lúc mà mùa đông ấy anh. Thì đấy là lượng cỏ nó không có mấy thì đấy mình lấy ra cho nó ăn. Đấy, cái trang trại ở phía trong xá này thì em nhìn thấy rồi. Em chở vật liệu vào đấy mà. Nhìn thấy là họ ủ là nuôi gần 100 con bò đấy anh ạ. Mua cái... thùng bằng nhựa thôi. Đấy, thùng bằng nhựa đây anh. Oxy hóa. Đúng rồi, thùng bằng nhựa đấy. Vâng. Không phải bằng sắt đâu, bằng nhựa đấy. Đấy. Toàn bộ thùng phi đấy là bằng nhựa. Và cái lượng cỏ hoặc là cái lượng rơm này này. Bởi vì là sắp tới là mình có nhiều mà. Đấy. Khi đấy là bà con bắt đầu là thu ngô rồi là gặt lúa này thì mình lấy về mình băm ra mình ủ. Đấy. Cái chỗ bãi cỏ phía bên kia là nhà anh Lùng à, đúng không? Vâng, của bác Lùng có một ít kia nữa. Ờ. Này, bây giờ anh lấy đất đi đắp vào phía bên kia à? Lấy đi tô cái nền này cho nó cao lên. À. Để nâng nền cao lên. Ừ. Và vừa có cái rãnh thoát nước ở
bắt đầu từ đêm nay trở đi là mưa càng lúc càng to hơn đấy anh ạ. Này là mình đào xong là làm cái ránh thoát nước luôn nhỉ? Vâng. Ừ. Vừa nâng nền và vừa được cái ránh luôn. Đúng rồi, cái nền này là phải đắp vào những cái chỗ mà nó bị thấp. Đắp vào chỗ cao lên. Không là nước mưa nó tràn hết vào bẩn lắm. Nhất là lúc mà mình để đồ hoặc là mình cho bò cái thứ vào ở ấy. Quá rộng. Thoải mái nhỉ. Chăn nuôi này. Nhận cảnh là có 8 con bò rồi, nhưng mà theo chúng nhìn thấy là nếu mà chia làm ô thì cái chỗ này thoải mái nuôi được tầm khoảng 10 cho đến 12 con. Cho anh Tảnh làm việc đi nhá. Vâng. Em đi về đây. Đấy, trời mưa rồi. Đấy, giờ thì chúng xuống dưới nhà của anh Tây Hầu. Đấy, xem là anh Tây Hầu là ở nhà hay là đi giúp bà vun ngô thôi. Chúng đoán là anh Tây Hầu ở nhà thôi. Đấy, nhà anh Tây Hầu này. Đấy, chúng nhìn từ xa thấy đóng cửa. Chắc anh Tây Hầu anh đang ngủ ấy. Đấy, nhà bếp đi. Đang mở cửa nhưng mà không thấy ai. Ồ, xin chào. Đấy, anh Tây Hầu ngủ rồi. Bà thì chắc là đi lấy nương rồi, không ở nhà. Đấy, lợn nhà anh Tây Hầu à. Chúng cũng vừa mới lên trên nhà của anh Tảnh cũng như là lên trên chuồng trại của nhà anh Tảnh. Chúng rất là mừng vì anh Tảnh vươn lên với cái nghị lực chăn nuôi và phát triển kinh tế, sau đó giảm nghèo, một tấm gương cho rất là nhiều người ở trên bản học tập anh Tảnh. Giờ thì chúng cũng chuẩn bị đi về rồi, trời cũng đang mưa này. Chúng xin được kết thúc video của chúng tại đây. Chúng chúc quý khán giả, chúc cả nhà mình buổi tối vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Chúng xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở những video tiếp theo.